Hello, thì xin chào cả nhà, đây là kênh của Tiền nha. Hôm nay là sáng 29, trưa 29 tối rồi các bạn. Và Tiền quay điện thoại của Tiền lần nữa cho cả nhà xem nè. Chút xíu là Tiền sắp xếp lại. Hoa của nó là các bạn to ghê luôn. Muốn hết bốn ngón tay của Tiền không nè. Rất là to luôn các bạn. Cái điều mấy cây của Tiền này bị sâu dưới bùa lợi nè các bạn. Bữa Tiền tưởng là cái lá cũ mà có một số nó mới nữa nè. Số nó mới ăn là chiều nay Tiền phun miếng sâu rồi đó. Mà các bạn to quá trời to luôn à. Cái lá thì xấu mà lên được cái hoa đẹp các bạn. Quá trời to luôn. Mình thấy đẹp, quay lần nữa cả nhà xem chút xíu Tiền sắp xếp lại rồi. Ồ này, cái nụ chèo của nó nè các bạn, cũng to quá trời to nè. Mấy cái chậu này thì trễ xíu mà cũng có hoa các bạn. Cái này chỗ sớm rồi nè. Nó Tết là vừa đúng Tết luôn các bạn. Nó còn nhị ở trong rất là nhiều luôn. Các bạn coi kìa, đồ ô nó to. Cái ngày quay đến nhà xem nó sáng. Chút là Tiền sắp xếp đồ lại. Giống như Tiền trồng ngoài đất rồi các bạn. Hồi Tiền ở trên quê, Tiền ở nhà mẹ, Tiền trồng ngoài đất, hoa nó to nhìn nè các bạn. Quá trời đẹp luôn. Chậu thì cũng được chừng mười mấy hoa các bạn. Nó to. Chè thì nó hơi ít. Ồ, to các bạn. Để nở ra chưa có hết các bạn. Còn ngay giữa nè. Nhị còn ngay giữa nè. Ồ, chậu này nó to quá trời to các bạn. Này vừa tết mà tết mới đẹp, giờ sớm quá cũng đẹp mà trễ quá cũng đẹp các bạn. Cái này nó nở từ từ rồi, còn mà sớm quá thì nó mau tàn các bạn. Vậy nhưng mà nó nở hết tay á, nó nở hết mà không còn cái nhị trong đây á, thì hoa nó mau xuống màu các bạn. Nhưng còn cái nhị này nữa lâu. Ồ, đẹp nha các bạn nè. Thì các bạn ở ngoài mới cảm nhận được cái hoa nó to như thế nào. Quá là to luôn. Bự lắm các bạn, nó nu à. Nó hết bàn tay của Tiền luôn mà nó chưa nở hết nè, nó còn nhị ngay giữa nè. Thì nó hết là bự lắm các bạn. Này quá trời to luôn. Lần nào cũng quay xíu rồi là con bé trong nhà khóc à. Giờ Tiền quay là cũng khoảng 2 giờ chiều các bạn, 2 giờ chiều ngày 29 Tết. Rất là đẹp luôn các bạn. Qua trời trong nhà nó khóc sùm. Ôi đồ này nó to rồi các bạn. Này nó chưa nở hết cỡ nè. To khủng khiếp luôn. Đây quay mấy cây mai mai với nhà xem nè. Có đều qua cái sâu với bùa quá trời các bạn. Vừa hết cái giờ nó bị lại nữa. Trời ơi, khóc linh đình luôn. Các bạn coi nè. Chèo của chèo đó các bạn. Nè, ra cái chèo của cái chèo với nhân thọ. Còn đây thì số ban mai nè. Nay Tiền nhìn kỹ là ban mai nó sau với bùa nó trắng trắng, nó mới tấn công nữa nè các bạn. Trời ơi nè, quá trời luôn, ý là xịt cũng thường quá nha. Bắp nè. Thôi Tiền cắt thích bây giờ tại đây các bạn. Hầu nuôi cái bắp bự. Bé trong nhà la quá trời. Hôm nay ngày qua với xem mấy cái lá nè các bạn. Lá rất là xanh luôn. Cái nhà hàng, cái nhà đi xem nha. Chiều Tiền sắp xếp lại trên hành lang rồi Tiền quay lại cái nhà xem nữa. Tiền chuyển qua bên đó đó các bạn.